chào cả nhà nhé. Kết thúc buổi tập của câu lạc bộ Hải Phòng, chúng ta đến với một ngoại binh mới đang thử việc rất là thành công, Mahmud đây, vòi chiến của đội Hải Phòng đây. Mạnh Dũng đang tâm sự với số 10 đây. Thế như Đức Anh đây. Văn Toàn, Văn Luân, Văn Luân đây. Nếu mà không có thủ môn thì ok. Bây giờ nó vẫn đối mặt với thủ môn, nhưng mà mày đá đấy, nhưng mà đúng không? Thì đá thì tình huống đấy là mình phải thắng phạt đền trước đấy, không phải như